Trong cuộc sống hiện nay, việc sở hữu chiều cao vượt trội không chỉ giúp tự tin, nổi bật khi xuất hiện giữa đám đông mà còn tạo ra những cơ hội việc làm tốt hơn, chiếm ưu thế hơn khi tham gia thể thao và phát triển rộng mở về nghề nghiệp. Mong muốn mang đến một giải pháp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vivaco vừa nghiên cứu và công bố thành công sản phẩm viên uống bổ sung canxi và các khoáng chất hỗ trợ trẻ tăng chiều cao. Cái sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP FDA Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn khép kín 100% và đã được Bộ Y tế kiểm duyệt kỹ càng và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Nên khi dùng sản phẩm đạt hiệu quả tối đa. Theo kết quả điều tra dinh dưỡng toàn quốc, chiều cao của thanh niên Việt Nam đã thay đổi mạnh ở nhóm 18 tuổi, đạt 168,1cm vào năm 2020, tăng 3,5cm so với năm 2010. Theo trường được biết thì cái sản phẩm Green 2 này là một công trình nghiên cứu của đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan. Thì bác là một chuyên gia đầu ngành về chất dinh dưỡng cho trẻ, thành ra là trường thật sự là khi mà sử dụng cái sản phẩm này trường hoàn toàn yên tâm. Thì trường được biết thì đây là một công trình nghiên cứu rất là lâu của bác, và trong cái Green 2 này nó chứa tất cả những cái chất mà nó không gây kích ứng cho trẻ, nó rất là an toàn và đặc biệt là nó bổ sung rất là đầy đủ canxi này, vitamin D3, vitamin B2 và đặc biệt là vitamin K2. Thì chính vậy mà cái sản phẩm này nó có thể nói là cung cấp đầy đủ những cái chất cần thiết để bổ sung chiều cao cũng như là về tăng về xương, phát triển xương cho các bé. Em thấy anh còn thiếu một cái rất là quan trọng trong cái thành phần của cái canxi Green 2 này, là tàu biển đỏ. Đó. Thì cái trong cái tất cả cái chiết xuất là cái tàu biển đỏ này, thì là trong cái quá trình sử dụng trước đây thì là bố mẹ sẽ rất là lăn tăn về cái vấn đề là nguy cơ là các con sẽ bị táo bón này, là sỏi thận này. Trong cái quá trình dùng thế nhưng mà riêng về cái sản phẩm này thì là bố mẹ sẽ rất là yên tâm. Lý do tại sao mà tất cả các bậc phụ huynh thường rất là chú trọng đến cái việc mà tăng trưởng chiều cao cho các bé, bởi vì như mọi người cũng biết thì ngay từ ngày xưa thôi, cái việc mà các cụ đã luôn luôn có cái câu là nhất dáng nhì ra, thì để thấy được là cái việc mà cái chiều cao nó quan trọng như thế nào. Thì mọi người cũng biết là ví dụ như bây giờ khi trưởng thành đi mà con có một cái chiều cao rất là tuyệt vời thì đấy là một cái ưu điểm rất là tốt từ cái việc mà lựa chọn công việc cho mình này, đúng không? Khi mà chip lớn lên sau này cao ráo thì có thể là thích làm cô người mẫu chẳng hạn này, rồi bản thân khi mà con cao ráo thì nó cũng làm cái ấn tượng đối với những cái bạn khác giới chẳng hạn. Nó thật sự là cái việc cái chiều cao tốt nó là cái mà gây được cái ấn tượng rất là tốt với cái người đối diện. Thế thành ra là không chỉ riêng trường mà có thể nói tất cả các bậc phụ huynh ai cũng mong muốn cái chiều cao các con phát triển là tốt. Quả đúng là như vậy. Thế là bạn Chip thì đang là ở cái lứa tuổi dậy thì là cái độ tuổi phát triển chiều cao, và bạn rất là lo, cũng rất là lo lắng cái thời gian đầu bạn bảo là mẹ không biết là con có thấp so với các bạn không, nên là về bố mẹ cũng biết là chắc hay là do con mình gọi là thiếu chất hay như thế nào, để nên là hai bố mẹ cũng rất là lo lắng để tìm hiểu và phải cho con ăn uống gọi là thật đầy đủ để con không còn lo lắng về vấn đề ngoài cái việc phấn đấu học hành ở trường ra thì con sẽ phải cao bằng bạn, cao bằng các bạn, để con sẽ không cảm thấy lo lắng. Thì sau quá trình sử dụng sản phẩm 3 tháng thì bạn Chip nhà mình, anh thấy không, đã gọi là cao đến 3cm rồi và nhìn như này gần bằng mẹ rồi. Chẳng mấy chốc là bây giờ vượt mẹ luôn rồi. Và không chỉ riêng Chip đâu mà cả bạn Bon cũng thế. Bạn Bon thì bây giờ đấy trông cũng rất là lớn, và bây giờ ngồi cạnh chị là đây này, cũng cao cũng phải đến gần đến mắt chị rồi này, cao phát triển. Chẳng mấy chốc mẹ nhỏ nhất rồi. Thực ra thì ở cái thời của trường ngày xưa ấy, cái việc mà có những cái sản phẩm chất lượng như thế này là không có. Thành ra là cái thế hệ như của bố với của mẹ là thiệt thòi hơn bọn con rất là nhiều. Hồi đấy là cuộc sống nó chưa phát triển như bây giờ, và cái việc ăn uống bổ sung đầy đủ chất cũng như là có những cái sản phẩm hỗ trợ chiều cao như này nó cũng chưa có. Thành ra là đến bây giờ khi mà cuộc sống phát triển hơn và có những cái sản phẩm tốt như thế này, thành ra là bố mẹ luôn luôn muốn sử dụng cái sản phẩm này cho các con, để các con có một cái tương lai thật tốt và có một cái thể trạng thật tốt, để có thể học hành cũng như là vui chơi luôn luôn
trong cái trạng thái rất là tốt. Và theo trường tìm hiểu được biết ấy, thì sản phẩm này được sản xuất trong nhà máy Big Pha và được chứng nhận của FDA Hoa Kỳ, cho nên là thực sự là trường hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Rất là hy vọng cái video ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người có thêm một sự lựa chọn mới để tăng chiều cao cũng như là bổ sung canxi cho các con, và cũng hy vọng là sẽ có những cái video tiếp theo để có những sản phẩm mà để gửi đến mọi người. Xin chào. Xin chào. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.